Phía sau mỗi người là một câu chuyện khác nhau, và mỗi nỗi đau đang âm thầm lặng lẽ. Họ giấu tổn thương vào bề ngoài mạnh mẽ, đôi lúc bất cần cố nở nụ cười tươi. Hãy đặt bản thân vào vị trí mọi người, học cách cảm thông và yêu thương người khác. Đã sống trên đời, ai chưa từng tổn thương hay mất mát? Sao lại vô tình sát muối trái tim nhau? Bạn có nỗi đau, tôi cũng có nỗi đau, chỉ là tôi giấu đi, còn bạn lại mang ra chia sẻ. Cuộc sống mỗi người cho chính mình tô vẽ, đừng tùy tiện buông lời phán xét một ai. Nếu đến một ngày ai đó đổi thay là chuyện hiển nhiên, vì cuộc đời là thế. Đừng trách hờn hay oán than kể lể, vốn nhĩ sau này ai cũng khác mà thôi. A Di Đà Phật.